tùm những chi tiết phía sau cụm camera này. Cả phần thân vỏ, chị đang sẽ chế tác cái phần vỏ bằng vàng nguyên khối AU750 chuẩn hội ngoại bằng hồng Rougon, đính những viên kim cương theo yêu cầu luôn. Với camera của V2 cảm ứng này thì có rất nhiều chế độ để chúng ta chụp, chụp macro, chụp chế độ chuyên nghiệp, chụp đường phố, máy ảnh và gia đình, rất nhiều chức năng của máy ảnh, video. Và có một chế độ Google ống kính nằm trên phần hiển thị trên chỗ phần mà chúng ta bấm vào chụp hình. Ngay đây, chụp xong rồi tìm Google trực tiếp luôn, chứ không phải là bấm tìm ở dưới phần trình duyệt của Google mà tìm trực tiếp trên phần mình. Bây giờ Kỳ Lan sẽ kết nối wifi để mở một video trên YouTube để chúng ta nghe được phần âm thanh cũng như là xem hình ảnh trên video. Vợ là số 2 thì không ai là số 1. Bài hát Thương Vợ Nhất do Kỳ Lan Luxury trình bày. Âm thanh bass chép đầy đủ. Rồi với chức năng cấu hình thì tương đối khá mạnh, và kiểu dáng thì cầm rất là ngầu, hầm hố, chắc tay. Và nhiều chức năng ứng dụng AI có sẵn tích hợp trong chiếc điện thoại cảm ứng V2 Meta 2 này. Và bên ngoài giao diện hai bên sườn hông cũng như là hai phần trên hai phần dưới đều có những phần loa, loa trên và loa dưới. Ở bên hông, đặc biệt khi chúng ta nhìn chính diện màn hình bên phải, sẽ có những cái nút. Đầu tiên là nút màu đỏ. Đầu tiên nút màu đỏ này là nút nguồn khởi động máy, và nút ở trên là âm lượng nhỏ, lớn. Và ở trên này có một cái nút chỉnh nhanh để chúng ta set mặc định, cài đặt cho một chức năng nào đó mà chúng ta muốn thao tác nhanh. Ở mặt sau cụm camera này thì chúng ta nhìn thấy có 3 mắt camera lặn, 1, 2 và 3. Và camera nào cũng nét, cũng rất rõ. Và tương tự như những dòng điện thoại V2 Signature S, Signature V, hoặc là bất kỳ dòng V2 nào của hãng V2, và kể cả những dòng cảm ứng mà Kỳ Lan từng review rất nhiều, thì Kỳ Lan cũng có những phần nâng cấp option theo yêu cầu của khách hàng. Ví dụ như phần da B này là màu đỏ, và quý khách dùng một thời gian không thích màu đỏ thì mình có thể liên hệ với Kỳ Lân để thay màu da B màu đen, hoặc là không thích da B nữa thì thay thành da cát, hoặc là kích tum những chi tiết phần phía sau cụm camera này, hoặc là phần cả phần thân vỏ của chiếc điện thoại này luôn. Từ những phần chất liệu kim loại không phải là vàng thì Kỳ Lân sẽ chế tác cái phần vỏ bằng vàng nguyên khối AU750 chuẩn hội ngoại bằng hồng Rougon, đính những viên kim cương theo yêu cầu luôn. Và kể cả phần da này, nếu như quý khách không thích dùng da thì Kỳ Lân sẽ chế tác cho quý khách là phần nguyên, phần miếng vàng nguyên khối đưa vào, và kích tum những viên kim cương, hoặc là họa tiết logo, hoặc là họa tiết tên, hoặc là họa tiết biểu trưng biểu tượng gì của quý khách, Kỳ Lân sẽ đưa vào và thiết kế gửi quý khách duyệt. Sau đó Kỳ Lân sẽ hoàn thiện và gắn vào để cho sản phẩm trở nên cá nhân hóa, độc bản cho quý khách, tạo ra những sản phẩm giá trị cho sở thích, cảm xúc. Chúng ta có tiền mua một chiếc điện thoại có sẵn là chuyện bình thường, đơn giản, nhưng có tiền để mình mua được một sản phẩm mà mang tính chất cá nhân hóa, độc bản cho chính bản thân mình, đó là một sở thích và một cảm xúc rất thú vị. Và Kỳ Lân Luxury chuyên phục vụ sở thích, cảm xúc cho tất cả quý khách ở bất kỳ những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thịnh lưu nào mà quý khách yêu cầu. Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân, và Kỳ Lân kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury trong những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thịnh lưu. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.